bộ này là kín nhất rồi đó quý vị à. Quý vị thấy sao ạ? Nói vậy thôi chứ mà ráng đón nó mới được bộ đồ này, tại vì là mùa xuân sắp tới là 2017, cho nên Lan Linh hai chị em rất là muốn có một cái bộ nào mà cho nó tươi mát và có màu vàng chút xíu để đẩy quá mát luôn, thì cái là quá mát là lạnh luôn rồi đấy. Nhưng mà nếu lát mà nấu nữa thì em cũng ái luôn được không? Trước tiên quý vị ơi, Li biết là chúng ta còn khoảng cỡ 2 tiếng nữa là sang năm mới. Li biết làm xin kính chúc quý vị những gì mà năm cũ đó nó không vui, hay là những gì quý vị không đồng ý, hay quý vị không có bằng lòng, chúng ta bỏ qua hết để chúng ta chào đón năm mới. Kính chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thì ra thì nhỏ giọt thôi nha quý vị. Phải nói là lần nào Lan Linh về đây được về Houston hát cũng rất là vui. Tại vì Lan Linh biết là bao nhiêu năm rồi Houston cũng không đi đâu hết. Một lòng một dạ với là ca sĩ rất là nhiều. Lúc nào show ở đây là Houston cũng rất là đông. Và chị Tình ủng hộ ca sĩ giúp em rất là nhiều. Lan Linh rất là muốn về đây thường xuyên hơn. Nhưng mà hôm nay rất là hạnh được về ngay cái gì mà Tết nữa. Thì một lần nữa Lan Linh xin tri ân tất cả cả nhà hy sinh ở đây đã 20 năm qua đã luôn đồng hành với lại Lan Linh trong cái ngày hát này. Và để mở đầu chương trình thì Lan Linh xin hát một bài hát của Trịnh Nam Sơn, giọng phẩm rất là dễ thương và rất là có ý nghĩa. Bài hát được mang tên Về Đây Hy Sinh.